Nhật xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Hiện tại thì hôm nay Nhật có phát 50 ổ bánh mì cho những bà con ở quê hương Đồng Tháp. Và đặc biệt hơn nữa là Nhật xin cảm ơn bạn Cẩm Trúc đã gửi cho Nhật 500. Thì Nhật đã mua 50 ổ bánh mì, mỗi một ổ là 10.000 đồng. Thì 50 ổ này là Nhật có nhờ bạn Tuyền để mà đi phát giùm cho Nhật ở dưới Đồng Tháp. Đó, thì đây là cái hình ảnh mà Nhật muốn chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả cùng thấy. Và đặc biệt hơn nữa là cái bạn Cẩm Trúc đã gửi cho Nhật 500.000. Thì Nhật xin cảm ơn bạn Cẩm Trúc rất là nhiều. Và cảm ơn cái sự yêu thương của bạn khi mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hay là. Và Nhật cũng xin cảm ơn bạn Tiền rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng với Nhật và đã nhận cái số tiền tuy là nó ít ỏi nhưng mà đó cũng là một cái tấm lòng yêu thương những bà con khó khăn ở thôn quê. Và bạn ấy đã đi gieo duyên giùm cho Nhật cũng như là đặc biệt là các bạn Mạnh Thường Quân tên là Cẩm Trúc. Thì mến chúc tất cả mọi người có một cái video xem vui và ý nghĩa. Thì mọi người nhớ ủng hộ kênh của Nhật bằng cách là đăng ký, subscribe cũng như là like kênh cho Nhật nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Sao mà đi tặng gì trời, tặng cái đồ ăn cá,
Tư hả? Tư đó, tôi là Tư. Dạ.